Vâng, bạn bạn chip rất giỏi nhá. Con phải nhìn cà rốt thì để nhìn màu khác. Số vào rồi không còn lại. Bạn chip giỏi lắm, bạn chip biết giúp mẹ gọt cà rốt. Úi giời. Úi giời. Con phải từ từ thôi. Nhìn mình tắt bếp đi. Vật ngược lên. Vật ngược lên. Lên đằng này, đằng kia. Đằng kia. Đấy, em chi giỏi thế nhỉ. Ông ấy ra ngoài đấu á. Mua quay sau ra ngoài. Em chi giỏi quá nhỉ. Ui giời. Vâng. Em chi giúp mẹ gọt cà rốt. Con nhìn chỗ nào gọt rồi thì thôi. Ừ. Đâu? Ôi, thôi được rồi con. Cái chỗ gọt rồi thôi, không còn nữa. Không. Xong chưa, giơ lên đây nè. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Thế là bạn chip đã gọt xong cho mẹ rồi nhờ. Tối, buổi tối này con muốn đậu rán. Cả nhà, ba bố con mình rất thích rồi nhờ. Ồ ồ. Khác nhỉ, bạn bí bắt đầu lại, bạn chip lại bắt đầu gọt cả bí nữa giúp mẹ nhỉ. Úi giời. Hết chưa? À. Ô, vẫn còn bí đây. Hết chưa? Hết chưa? Hết rồi, hết sành chanh à? Ok. Rồi.